Chào mừng quý vị đang cùng đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Quý vị thân mến, thời gian vừa qua có khá nhiều vụ yêu râu xanh giở trò biến thái nơi công cộng khiến cho nhiều người phát hoảng khi đi ra đường. Nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình phong cách thời trang với những bộ quần áo mát mẻ và gợi cảm, đó cũng chính là cơ hội cho những kẻ biến thái giở trò. Vậy phải ăn mặc như thế nào để bảo vệ chính mình? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Tiêu điểm nóng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thật ra với cách ăn mặc như vậy thì nó, như tôi đã đề cập, nó có thể dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả. Mà cái hệ quả rất là phổ biến thì đó là có thể nó dẫn đến những cái người khác giới, mà thường là ở đàn ông chẳng hạn, những cái hành vi lạc lạc, hay như là nhà báo đã đặt vấn đề, đó là tạo cơ hội cho những cái kẻ biến thái nó có những cái hành vi mà sàm sỡ với phụ nữ, rồi là có những cái hành vi mà không thích hợp với phụ nữ. Nhưng nhiều người hiện nay băn khoăn những bộ trang phục mát mẻ này có thể gây nguy hiểm cho chủ nhân của chúng khi vô tình kích thích những kẻ biến thái. Thực ra cái văn hóa gọi là ăn mặc hở hang thì nó cũng không có gì là mới. Thì nó cũng có từ lâu rồi, cùng với cái sự phát triển của xu hướng thời trang. Nhưng mà cái việc ăn mặc hở hang, đặc biệt là đối với phụ nữ ấy, thì có thể nó này dẫn đến những cái hậu quả hoặc là những cái hệ quả mà có khi cũng không phải tích cực lắm. Cho nên là cái cách ăn mặc như vậy tôi nghĩ chắc cũng cần phải có những cái ý kiến làm sao để mà điều chỉnh trong cái ăn mặc để có thể nó tránh được nhiều cái hệ quả liên quan đến cái việc ăn mặc hở hang rồi gợi cảm. Đừng để vì cách ăn mặc mà gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, để bảo vệ chính mình trước những kẻ biến thái, đó là hạn chế hoặc không đi một mình ở những nơi vốn vắng vẻ, không ăn mặc quá mát mẻ để cho những kẻ biến thái có cơ hội làm điều đồi bại. Vì phụ nữ luôn ở thế bị động, rất khó đối phó với những tên bệnh hoạn ở những nơi vắng vẻ, và khi gặp tình huống xấu nhất, ít ra bạn cũng có thể thoát thân. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.